Ngày 26 tháng 4, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi giám sát và làm việc về kết quả thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Thực hiện nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Việt Lâm đã thành lập Ban chỉ đạo cải tạo vườn tạp và tổ giúp việc Ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Qua tuyên truyền, quán triệt nội dung, mục đích của cải tạo vườn tạp, nhân dân đã dần thay đổi về nhận thức, nếp nghĩ, cách làm, dần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đến nay, xã Việt Lâm có tổng số 51 hộ tham gia cải tạo vườn tạp, giải ngân số tiền 1,1 tỷ đồng cho các hộ vay vốn. Một số hộ dân đã có thu nhập từ vườn và chăn nuôi, mang lại hiệu quả bước đầu từ cải tạo vườn tạp. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp của xã Việt Lâm và đề nghị xã cần nhanh chóng chỉnh sửa, khắc phục. Qua kiểm tra thực tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị xã Việt Lâm cần bám sát nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời áp dụng linh hoạt để triển khai thực tế tại địa phương, kết hợp công tác dân vận, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cải tạo vườn tạp đến người dân, khuyến khích nhân dân áp dụng khoa học công nghệ và sản xuất, giới thiệu những cách làm hay sáng tạo để nhân rộng, tiếp tục hướng dẫn người dân lựa chọn cây con phù hợp đưa vào chăn nuôi sản xuất, đảm bảo thực chất hiệu quả theo đúng tinh thần của nghị quyết